Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game Shinobi Clan 2 trong thế giới X nha anh em. Và cái nhiệm vụ của mình là sẽ săn lùng bạn Gensama 08 em. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến chỗ bạn đó đi. Chứ bây giờ là cái cảnh đi đến đó thì rất là lâu anh em à. Đây rồi. Bạn đó lết đến làng sương mù tìm mình luôn anh em à. Bạn đó phải nói là đúng xui luôn. Ở trong video lần trước là đứng trong tòa nhà Hokage bên làng sương mù, rồi tìm cái nhiệm vụ truy sát và cuối cùng ra tên của bạn đó. Và bây giờ vẫn là bạn đó anh em. Phải nói là bạn đó là xui trầy da lột dãy luôn. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần tiêu diệt bạn đó rồi đem đến chỗ nhiệm vụ là được anh em à. Rồi xong, vậy là giải quyết xong xuôi. Vai tuyệt chứ. Và cũng cảm ơn bạn Gensama rất là nhiều vì đã lết qua tới tận bên làng sương mù để tìm mình luôn anh em à. Và bạn đó chỉ muốn gặp mình và chụp ảnh chung với con nhân vật của mình một tấm hình thôi em. Nhưng mà bạn đó phải trả một cái kết cuộc phải nói là quá là đắt. Thì gửi lời xin lỗi bạn Gensama rất là nhiều. Rồi bây giờ đến chỗ trả nhiệm vụ anh em. Đây. Cuối cùng cũng đã đến địa điểm giao dịch. Thì thả bạn đó xuống rồi tem của các anh em sẽ trói bạn đó và chờ đếm 90 giây em. Vậy là 1 phút 30 giây đó anh em à. Trong vòng 1 phút 30 giây nếu anh em bắt trói bạn này mà không bị tem của bạn đó cướp lại, rồi hay là tem của mấy bạn làng khác cướp đi, thì anh em sẽ hoàn thành nhiệm vụ và được hưởng một cấp độ nào đó cũng như là một số kinh nghiệm nhất định em. Rồi bây giờ thì chỉ cần ngồi ở đây chờ thôi anh em à. Mà mình phải công nhận là lúc nào cũng gặp bạn này hết. Bạn này phải nói là xui tận rốn rồi anh em à. Qua tới làng sương mù chỉ xin mình tấm hình bỏ vô bịch me thôi mà. Mà giờ kết cuộc đây. Rồi mình sẽ chờ đợi em xong. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ vậy thôi anh em à. Đơn giản giản đơn. Thì bây giờ lên chỗ nhiệm vụ nhận tiếp thôi anh em. Đây, nhiệm vụ tiếp theo của team mình em. Hình như là đi cướp hàng hay phá cái thùng hàng gì của người ta đó. Rồi, đi thôi. Trời ơi, một cái đội hình như thế này, mình là người hỗ trợ phía sau mà anh em chẳng qua mình đi chậm nhất ở phía sau á. Tới nơi rồi. Gành rồi. Gì cây á? Cái gì trớt vậy? Rồi mình chưa kịp tới nơi, bạn kia làm quá à nha. À quên, bạn đó cũng đã thức tỉnh được chiêu rồi nha anh em. Nên là bạn đó đi nhanh vậy cũng đúng. Kết hợp với Chiduri các kiểu đại điểu nữa, đi lẹ vậy hợp lý. Nói chung là bạn đó là có cái Bakugan nha anh em. Của tộc Hyuga đó, bạn đó phải nói là rất là may mắn. Có được một cái Genkai tỷ lệ 1 trên 100, phải nói là rất là ngon rồi. Mình ước ao được cái Genkai 1 trên 75 thôi mà thôi, rớt rồi anh em. Rồi bây giờ thì cứ chạy vào trong cái chỗ nhận nhiệm vụ thôi anh em. Rồi mình nhận nhiệm vụ rồi tiếp tục lên đường thôi. Đây. Nhiệm vụ tiếp theo của tụi mình là bảo vệ cái kiện hàng này nha anh em. Thì nếu mà bị bạn nào mà lại mà phá bể cái kiện hàng này coi như là nhiệm vụ thất bại. Và khi mà đến đây bảo vệ cái kiện hàng này đó thì anh em sẽ có 200 giây em để hoàn thành nhiệm vụ. Và trong 200 giây đó thì mấy bạn từ làng này cho đến làng kia sẽ may cái kiện hàng của các anh em. Thì nếu bạn làng nào mà nhận được cái nhiệm vụ mà phá hủy cái kiện hàng này thì chỉ cần bạn đó đứng một chỗ nào đó bam nhẫn thực vào thì phá banh cái kiện hàng này là coi như là mình thất bại nhiệm vụ. Và những anh em nào mà làm nhiệm vụ này sẽ thất bại nhiệm vụ và những bạn nào phá hủy thùng hàng sẽ ok. Trời ơi, bạch nhãn ngon quá. Thấy bạch nhãn ghiền luôn đó anh em, quá ngon. Sao mà hên dữ thần vậy trời. Chẳng lẽ là mình bỏ 150 Robert ra để mình lấy cái Sharingan để nẹt lại bạn này chứ. Rồi cái Sharingan chỉ có 1 trên 75 thôi đó anh em. Cái bạch nhãn này là 1 trên 100 rất là ngon luôn á. Nó là quá là đã luôn. Nhưng mà ước mơ chỉ là mơ ước thôi. Rồi bây giờ thì chờ xem coi có bạn nào lại hay không em. Đâu. Đây rồi. Ninja của làng khác. Dùng thật khối lỗi à. Chặn liền thôi chết rồi. Mình chặn đòn tấn công của bạn đó mà lỡ chặn tầm đánh của hai bạn đồng team mình luôn à. Đó bạn này tiêu rồi. 4-1 không thật của mẹ ơi. Gì à. Lại me kiện hàng à, đâu có được. Có mình trấn thủ ở đây. Mình chết hàng chắc chắn còn anh em à. M-
mình bảo vệ hàng an toàn lắm. Bạn đó toan rồi, 3 đánh 1 cũng đủ à. Chắc là bạn đó có tem, thường thường là nhận nhiệm vụ đi cướp hàng này. Ồ, phóng cu này vào kiện hàng cả biết ngay mà. Còn một bạn à, một bạn lại đứng nhìn thấy thấy cái cảnh mà 4 đánh 1 á, bạn kia kêu ôi vô vọng rồi, kỳ này không cướp được kiện hàng mà còn bị đánh hội đồng kiểu này nữa, lạng quạng bắt trói. Không có những cái tem á anh em, mà ác ý bắt trói anh em là anh em không có làm gì được luôn á, ngoại trừ anh em chờ thất bại nhiệm vụ để anh em được quay trở về làng mới được mở trói. Và cái thứ hai đó là anh em phải thoát game ra đó. Cái này nó hơi bị bất công vậy đó anh em. Còn những anh em nào mà không làm nhiệm vụ mà bị bắt trói là thôi đi, mình nghĩ tới mùa thu năm sau cũng chưa mở trói đâu, nên là anh em hãy cẩn thận cái điều đó em. Tại vì nếu mà anh em gặp mình á thì mình hoàn thành nhiệm vụ xong mình có thể mở trói cho anh em, còn gặp những bạn ác ý khác là coi như là trói anh em trói hoài luôn á. Trói chừng nào mà anh em thất bại nhiệm vụ thì quay trở về làng, còn không á thì anh em phải ở đó suốt quãng đời còn lại luôn. Cái trói đó chơi độc lắm anh em à. Rồi để mình có 144 điểm bon này để mình nâng vào đâu ta? Nâng vào chấp ra đi nha anh em. Chấp ra để mình nâng những cái chiêu tiếp theo nữa chứ. Tại vì cái chiêu tiếp theo này anh em thấy nè, đó, nó yêu cầu là 1550 chấp ra, mà mình thì 1514, nên là rớt không nâng được một chiêu hệ thổ và một chiêu hệ phong em. Phải nâng được chiêu nữa mới đỉnh anh em à. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là săn lùng bạn có tên là Mega H2 ốc. Rồi ok, đi lùng bằng đó thôi nào. Đâu, cái gì mà bạn đó bay như chim én hả? Ứng à. Trời, nhảy cây mà bạn đó nhảy điêu luyện dữ ta. Mình thấy bay thiệt lâu luôn đó anh em. Wow. Nè anh em coi nè, đó lạng nè, qua cây bên đây nè, lạng được các kiểu đó, anh em thấy lạng điêu luyện đúng không? Mình vẫn chưa học được cái nghệ thuật lạng cái kiểu đó. Chắc là bạn đó bay để cái góc cao cao quá rồi xong. Nhưng mà cuối cùng với sự tri nã của tứ đại danh bộ thì bạn đó cũng đã bị bắt phải không? Coi như là một là đánh bốn là không được rồi. Nên là anh em chơi cái thế giới ít này đó thì anh em cứ tổ đội nhiều vào em. Có bạn cấp level càng cao thì anh em tỷ lệ thắng sẽ càng cao em. Bây giờ thì hoàn thành nhiệm vụ thôi anh em, chờ đợi gì nữa. Này xong xôi. Gì kìa á? Ủa mình mới thấy dây nó đếm ngược xuống 2-1 rồi. Cái thằng là hoàn thành nhiệm vụ mà kỳ, chuyện gì vừa mới xảy ra? Cái quái gì thế? What? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Cái chuyện gì vừa mới xảy ra không biết gì luôn. Lạ nha. Mà không sao, bắt lại thôi anh em. Mà có điều là đến đó hơi cực em. Đây. Hẳn tiếng đinh đó. Mày nói quay về làng cát hả ta? Phía đó làng cát hay là làng đá nha? Nói chung là mình thì cũng không có nhận dạng ra được cái làng nào anh em à. Tại vì mình đi vẫn chưa quen hết ngũ đại cường quốc anh em. Rồi chỗ Akatsuki nữa. Ủa gì vậy nữa hả? Trời đất ơi. Thất bại nhiệm vụ cái trớt vậy luôn á hả? Lạ vậy. Nhiệm vụ mình vẫn còn thời gian mà. Chẳng lẽ là bằng đó hốt game? Có hốt game mới như vậy thôi. Anh trên đen. Trời ơi, anh đỏ gần chết mà đen cái gì em? Tại vì bọn đó hốt game thôi. Đen thật sự. Cái gì mà đen trừ. Ủa mà mình thực tế ở ngoài mình cũng đen nha anh em. Phía sau giọng nói này là một trên ly đen thủi đen thui á. Rồi bây giờ thì mình và tem sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ. Hình như là nhiệm vụ này là đi cướp nhẫn thuật anh em à. Đây, nhẫn thuật đây em. Mình sẽ cướp cái cuốn nhẫn thuật này. Rồi những bạn làng khác sẽ truy sát mình để lấy lại cuốn nhẫn thuật này. Nếu mà mình cướp thành công đó thì mình phải đưa cái cuốn nhẫn thuật này đến cái địa điểm giao dịch em. Và những bạn làng khác thì có nhiệm vụ là sẽ cướp lại cái cuốn nhẫn thuật này từ tay mình để đưa đến cái địa điểm giao dịch của mấy bạn làng khác. Rồi bây giờ thì mình đang đem cuốn nhẫn thuật đến địa điểm giao dịch. Và bạn Bin đã đem trước đó rồi em nọ. Anh em thấy cái thời gian ở trên nó cứ đếm dây ngược như vậy thôi. Mình cứ ở đây mình đứng mình chờ. Và cái thời gian đếm dây này thì những bạn làng khác vẫn có thể lại cướp được nha anh em.
Nên là anh em phải bảo vệ cái bạn mà đeo cú nhẫn thật sau lưng. Bảo vệ trên 24, dưới 24, chừng nào hoàn thành nhiệm vụ rồi thôi em. Còn mà đụng những bạn mà level mạnh hơn á, thì mình nghĩ trớt vậy. Level mình hiện tại 300 mấy, mà đụng mấy bạn 400 mấy, 500 thì trớt bắp. Xong rồi, này, hoàn thành. Dễ rồi anh em, rồi đó coi. Bạn này hoàn thành gì nhảy ứng nè. Cùi. Nhiều cấp, 41 cấp anh em. Quá đỉnh. Tại vì bạn đó cấp 1 gặp team mình rồi mình BT vào cho bạn đó lên cấp anh em à. Hoàn thành cái nhiệm vụ lên được 41 cấp, đỉnh quá. Nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ bảo vệ cái kiện hàng này nha anh em. Và kiện hàng này là 73k máu anh em à. Nhiều vậy. Cái kiện hàng lúc nãy mình bảo vệ rồi cũng đâu có tới là 73k đâu anh em. Mà kiện hàng này đến 73k máu kinh này nha. Bạn này kêu là 73k phải cẩn thận. Là có một cái người vô cùng mạnh mẽ. Được thôi, trời ơi. 4 đánh 1 mà bây giờ cấp 500 mà 4 tấn 1 bạn đó cũng chết thôi. Nhưng mà lỡ 4 bạn cấp 500 thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Ôi, mình không thể nào tưởng tượng nổi cái kiện hàng này bể trong tích tắc anh em à. 73k máu với những cái nhẫn thực mạnh. Ui, này. Tử rồi. Đây. Nhảy lên cây liền. Đúng là một nhẫn giả mà như vậy. Mình cứ đứng đây mình canh chừng xung quanh đi em. Một bạn hoặc là hai bạn phải đứng dưới đây canh chừng. Và hai bạn kia phải truy sát cái kẻ mà muốn phá hủy cái kiện hàng này. Đây. Lên đây làm gì. Sao mà nhảy trực diện vậy? Ủa mạnh đây đó hả? Cấp 45. Rồi cấp 45 mấy bạn nhận kiện hàng hơi quá nha. Rồi một bạn. Rồi xong giác sát một bạn xuống nữa. Hai bạn toàn. Còn nữa không ta? Đừng có nói hai bạn này là kẻ mạnh của bạn Văn Lưu mới nói nha. Không thể nào. Còn ai nữa đâu? Khải mau. Thêm các bạn còn ai hay không? Để tụi mình biết tụi mình chuẩn bị chứ. Thêm có những ai nè. Thôi. Quay sao để ý tí anh em. Lỡ đang đứng khai mào cái lát thất bại nhiệm vụ không biết sao thất bại à. Kiện hàng này là vừa vũ khí vừa đồ ăn thức uống anh em à. Phải nói là hai bạn này đúng đen luôn á. Ủa mà nhận nhiệm vụ sao kỳ vậy ta. Cấp nhỏ mà cho nhận nhiệm vụ nghe cao cả dữ vậy. Đi cướp hàng đến 73k máu. Rồi mấy bạn đánh chừng nào. Xong. Và nhiệm vụ nha anh em. Dễ dàng để có cấp độ nếu mà tem của bạn có kẻ mạnh em. Giống như là bạn Văn Lưu 852 thì cũng gửi lời cảm ơn bạn ấy rất là nhiều. Video đến đây thì mình xin phép tạm dừng. Và hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và kế tiếp của mình nha anh em. Bye bye anh em.